Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Thịnh Cơ Điện, rất vui lại được quay trở lại và gặp các bạn trên kênh tư vấn thiết kế cơ điện tòa nhà. Video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục mang đến cho các bạn một cái mô hình truyền tải điện năng của Việt Nam nói riêng và ở trên cái thế giới nói chung. Thì một cái hệ thống truyền tải năng lượng điện như thế nào để chúng ta sử dụng như là ở nhà dân của mình hay là trong hệ thống công nghiệp như thế nào, thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đến để hiểu thêm về cái vấn đề truyền tải trong hệ thống điện và trong cái hệ thống truyền tải đấy nó bao gồm những gì. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá nó. Đây, như các bạn thấy trên màn hình của chúng ta, một cái hệ thống truyền tải điện nó sẽ bao gồm các hệ thống như sau, và nó sẽ về đến cuối cùng, đó là cái người sử dụng chúng ta, đó là các cái phụ tải sử dụng. Thì cái hệ thống truyền tải điện nó bao gồm và cái hệ thống như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem. Thứ nhất, ngay đầu tiên các bạn hãy chú ý con chuột của tôi. Ngay đầu tiên của chúng ta đây là một cái Power Generation Station. Ở đây là một cái trạm máy phát ra cái năng lượng điện các bạn nhé. Ở đây gọi là cái nhà máy phát điện này, giống như là nhà máy nhiệt điện này, rồi nhà máy các cái nhà máy thủy điện này. Đấy, nói chung là những cái nơi mà nó sản xuất ra điện năng, và từ cái nhà máy sản xuất điện năng này sẽ đi tới một cái máy biến áp. Đây là tên của nó, step down transformation và main transmission line. Đây là đường dẫn chính từ cái hệ thống của chúng ta qua một cái chiếc máy biến áp. Mà ở đây tôi nói luôn, máy biến áp là gì, máy biến áp có tác dụng vai trò gì, thưa các bạn, máy biến áp nó có tác dụng đấy là biến đổi tị số điện áp phù hợp với cái phụ tải chúng ta sử dụng mà vẫn giữ nguyên được tần số. Đây các bạn nhé, bắt đầu từ cái máy biến áp này đi đến các cái cột điện của chúng ta, đây là các cái đột cột điện cao thế, nó có tên là electric pole các bạn nhé, electric pole. Và từ cái cột hệ thống truyền tải này nó sẽ đi tiếp đến cái một cái máy trạm điện của chúng ta. Ở đây có một hệ thống truyền tải điện tiếp là hệ thống máy biến áp, tiếp tục truyền tải ra để phù hợp với cấp điện áp của cái chúng ta sử dụng, và tiếp tục đường dây này đã tiếp tục đi lên các cái cột điện và qua các cái trạm biến áp tiếp để tiếp tục hạ cấp điện áp xuống để tiếp tục phù hợp với cái mức sử dụng của chúng ta. Và sau khi từ cái trạm biến áp này từ đây là tiếp tục lại chúng ta lại có đi lên các cái hệ thống cột và dây dẫn về đến các cái phụ tải của chúng ta. Đây là phụ tải công nghiệp này, đây có tên này, Industry Consumer các bạn nhé. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ về đến cái phụ tải này, 220V power line, đường dẫn nguồn 220V domestic consumer. Và tiếp đây chúng ta có Comerico consumer các bạn nhé. Đây là các cái phụ tải của chúng ta. Thì như vậy là một cái hệ thống truyền tải điện của chúng ta, đó là điện của chúng ta sẽ có các cấp là siêu cao áp, cao áp và bình thường, các một số cái cấp điện áp khác. Chúng ta sẽ phải phù hợp với cái điện áp chúng ta sử dụng thì chúng ta phải qua máy biến áp để chúng ta hạ xuống, biến đổi cái điện áp đấy xuống, và chúng ta sẽ dẫn điện áp đấy bằng cách là chúng ta đi trên các cái cột điện và cái hệ thống dây dẫn của chúng ta. Đây các bạn thấy đây, đi trên cột và hệ thống dây dẫn của chúng ta, và để về sử dụng được các cái cấp điện áp đấy thì bắt buộc chúng ta phải qua các cái máy biến áp và các cái trạm biến áp khác nhau để chúng ta hạ cái mức điện áp đấy xuống để phù hợp với cái tải chúng ta sử dụng. Ví dụ tải bình thường chúng ta đang dùng đây là tải 220V, tải 380 thì chúng ta thường thường đối với tải công nghiệp thì chúng ta có đường truyền tải như sau, đó là 35 hoặc 22kV trên 0,4kV hoặc 0,2kV và một số cái giá trị điện áp khác. Đấy, như vậy là tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn, đây là một hệ thống truyền tải chung của một hệ thống điện. Như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu đến cho các bạn cái mô hình truyền tải điện năng nói chung cho tất cả các bạn. Thì video này tôi xin được kết thúc tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn